Cảm ơn anh chị đã tiếp tục theo dõi video này. Thì hôm nay kênh Điện Tử Gia Phát sẽ cùng với anh chị tìm hiểu về dòng cân ghế ngồi A501E này anh chị ha. Để tìm hiểu xem là dòng cân này sẽ có các mức cân như thế nào, kích thước cân cũng như là các chức năng của cân và cách sử dụng cân thì có dễ dàng hay không. Thì đầu tiên đối với dòng cân ghế ngồi A501E này sẽ có các mức cân là 100kg, 200kg, 300kg và 500kg. Cân sẽ có màn hình số LED là màu đỏ và sử dụng dòng pin thông dụng là dòng pin 6V có sẵn tại kênh Điện Tử Gia Phát. Và cái thời lượng sử dụng của dòng cân A501E này sẽ kéo dài khoảng tầm 1 tuần đến hơn 1 tuần trong điều kiện thông thường và tùy thuộc vào cái tần suất của chúng ta cân hàng anh chị ha. Vậy thì kích thước của dòng cân A501E này sẽ như thế nào? Như anh chị đang thấy thì cân sẽ có các kích thước như là 40 x 40 tương ứng với mức cân là 100kg, 200kg, 300kg. Kích thước 40, 50 và 50-60 tương ứng với mức cân là 500kg. Vậy thì các chức năng của dòng A501E này là gì? Thì đối với dòng cân ghế ngồi A501E này sẽ có các chức năng như là xác định trọng lượng, trừ bì khi cân, cũng như là cân có thêm chế độ chốt số khi cân động vật như là heo, gà, vịt. Dạ rồi, vậy thì cái việc mà sử dụng cân ghế ngồi A501E này thì có dễ dàng hay là không? Thì chúng ta cùng quan sát lại màn hình. Đầu tiên là đối với bất kỳ dòng cân điện tử nào thì anh chị cũng phải điều chỉnh 4 chân đế sao cho 4 chân đế bằng phẳng nhất anh chị ha. Và sau đó là chúng ta sẽ khởi động cân và chờ từ 3 đến 5 giây cho cân về 0.0 rồi chúng ta sẽ thực hiện cân hàng. Và đối với mặt hàng của mình, nếu như mà có bì thì chúng ta sẽ đặt bì lên, sau đó là mình bấm chữ T ở trên màn hình đây để cân trở về 0, sau đó là chúng ta sẽ thực hiện bỏ hàng lên. Dạ rồi, cân đang hiển thị đúng cái trọng lượng là 13kg của mặt hàng anh chị ha. Và nếu như mà anh chị muốn trở về 0 lại á, thì anh chị chỉ việc nhấn chữ T thêm một lần nữa thì cân sẽ trở về 0.0 lại. Dạ rồi, vậy thì cái chức năng chốt số của cân A501E này sẽ hoạt động như thế nào? Đầu tiên là chúng ta sẽ chuyển cân sang chế độ cân chốt số. Thì cái dấu hiệu mà nhận biết á, là cân nó sẽ nhấp nháy. Sau đó là chúng ta sẽ bỏ con heo của mình lên. Và anh chị để ý là cân nó sẽ kêu tít một cái là cân đã xác định số ký. Và khi đó con heo của mình có dãy hay là mình có tác động thêm lên trên thì cân nó cũng không có tăng thêm số ký nào nữa anh chị ha. Và nếu như anh chị muốn trở về chế độ ban đầu thì anh chị chỉ việc nhấn F một lần là cân nó sẽ trở về lại chế độ ban đầu. Hoặc là anh chị có một cách nữa là chúng ta sẽ tắt cân và khởi động lại. Dạ rồi, và bên cạnh việc mình sử dụng cân đúng cách thì cái việc bảo quản cân cũng rất là quan trọng. Sau khi chúng ta sử dụng cân để cân hàng xong hay là cân gà veo xong thì chúng ta nên lau khô mạch cân, đặt cân ở nơi khô thoáng, tránh ẩm ướt cũng như là tránh chuột chén ảnh hưởng đến độ bền cũng như là tuổi thọ của cân. Vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong về dòng cân ghế ngồi A501E rồi anh chị ha. Nếu như anh chị đang có bất kỳ câu hỏi nào thì anh chị có thể để lại bình luận ở bên dưới. Hoặc là nếu như anh chị đang có nhu cầu tìm mua cân điện tử A501E hay các dòng cân điện tử khác thì anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến hotline 0909 899 833 để được cân điện tử Gia Phát hỗ trợ cũng như là giao hàng miễn phí tận nhà. Và chúc anh chị có thật là nhiều sức khỏe cũng như là công việc thuận lợi. Hẹn anh chị ở những video tiếp theo.